Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2019, tại phòng họp tầng 2 văn phòng công ty, chi bộ phân xưởng Đào Lò 2, công ty Than Dương Huy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề tăng cường công tác khoán, quản trị chi phí, hoạch toán giá thành theo ca ngày. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Tô Minh Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Than Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Danh Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Than Dương Huy cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Trường, Bí thư chi bộ đã nêu bật mục đích, ý nghĩa của chuyên đề sinh hoạt, đó là phân tích, đánh giá thực trạng của nội dung chuyên đề. Qua đó, các đồng chí đảng viên tham gia ý kiến bổ sung cho chuyên đề, các ý kiến về công tác khoán, quản trị chi phí, hạch toán giá thành sản phẩm đều xoay quanh nhiều vào 7 nội dung của chuyên đề như công tác quản lý vật liệu, nhiên liệu, động lực, tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chi phí khác như ăn ca, ăn định lượng, ăn bồi dưỡng độc hại, vé xe. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tô Minh Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Than Quảng Ninh đánh giá cao việc lựa chọn chuyên đề của chi bộ Đào Lò 2 và nhấn mạnh công tác khoán quản trị chi phí là nhiệm vụ quan trọng bởi nó không chỉ giúp thực hành tiết kiệm, góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính kinh tế trong sản xuất mà quản trị chi phí còn góp phần nâng cao ý thức lao động, phát huy tối đa năng lực và tính chủ động của mỗi cá nhân, mỗi phân xưởng, tổ đội sản xuất. Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Chí Trường, Bí thư chi bộ đã tổng hợp ý kiến đưa ra nghị quyết và biểu quyết ra nhiệm vụ cho từng tổ chức, công đoàn, đoàn thanh niên, các phó quản đốc, lò trưởng, nhân viên kinh tế, đảng viên trong chi bộ. Trước đó, sau khi nghe ý kiến nhận xét của đảng viên được chi bộ phân công giúp đỡ, đồng chí Bí thư đã đọc và trao quyết định cho hai đồng chí đảng viên chính thức. Đứng trước cờ đảng, cờ tổ quốc, trong niềm tự hào, xúc động, đồng chí Vũ Đức Tiến và Bùi Trường Sa đã hứa trước chi bộ tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng, nguyện quyết tâm đi theo đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, học tập để xứng đáng với niềm tin của đảng và quần chúng nhân dân.